Các bạn đến với kênh Thế giới Crypto. Trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tham gia khai thác một cái dự án của Walmart và chúng ta sẽ khai thác cái đồng Gum. Hiện tại thì cái dự án này nó đang khá là hot nhưng mà chưa có KOL siêu cái kèo này nhé. Nên là kèo này nó vẫn còn đang rất là ngon và rất tiềm năng. Và con này thì dự kiến là ngày mùng 10 tháng 10 nó sẽ cho chúng ta swap và nạp rút tiền. Hiện tại thì những cái chức năng như là nạp tiền rút tiền ở đây nó đã có sẵn rồi này nhưng mà nó sẽ chưa hoạt động nhé. Sang tháng 10 thì nó sẽ bắt đầu hoạt động chính thức và bây giờ thì chúng ta cũng vẫn có thể là nạp rút được rồi nhưng mà nó chưa phải là ngày chính thức. Dự án này thì chúng ta sẽ không cần phải tap màn hình mà chúng ta chỉ cần 3 tiếng thì vào claim một lần nhé. Đây là một cái kèo rất là ngon và nó làm rất là nhàn, nó không như một số những cái dự án khác là chúng ta cứ phải vào tap liên tục, nó tốn khá là nhiều thời gian. Và để tham gia được kèo này các bạn sẽ nhấp vào cái đường link mình để phần mô tả video. Tiếp theo thì nó sẽ hiển thị lên cái chữ bắt đầu thì các bạn sẽ nhấp vào chữ bắt đầu và nó sẽ chuyển các bạn tới giao diện này nhé. Và tới đây thì nó đang load này và nó check cái tài khoản Telegram của chúng ta. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ nhấp vào mục Let Go này. Tới đây thì nó sẽ thống kê cái tài khoản của mọi người nhé. Của mình được 6 năm thì được 1.004 cái đồng này. Nó dựa trên cái tuổi Telegram của các bạn, tuổi tài khoản. Nếu tài khoản của các bạn càng lâu năm thì càng nhận được nhiều phần thưởng nhé. Ở đây nó đang hiển thị ra tổng cái số tiền thưởng khi mà mình vừa mới đăng ký này. Tài khoản của mình được 6 năm nó sẽ thưởng là 3.447 cái đồng này. Và thưởng thêm cái phần thưởng tài khoản mới này là 1.004 nhé. Đấy cộng mấy 81% active level này là được 803. Rồi chúng ta sẽ nhấp vào mục earn ở bên dưới này. Như vậy là chúng ta đã vào trong giao diện chính của dự án và chúng ta bắt đầu khai thác. Ở đây các bạn có thể nhìn thấy cái đồng hồ đếm ngược là 2 tiếng 58 phút 33 giây này. Có nghĩa là 3 tiếng nó sẽ kết thúc một phiên thì chúng ta vào đây nhấp vào mục connect này là chúng ta sẽ claim phần thưởng và bắt đầu đào cái phiên tiếp theo. Rồi các bạn muốn tăng cái tốc độ đào lên thì chúng ta sẽ nhấp vào mục bot ở đây. Với cái mục bot này thì nó sẽ tăng cái tốc độ đào cho chúng ta là cộng thêm 0.42 trên giây này. Và nó sẽ có cái thời gian tăng là 2 tiếng nhé. Đấy, mỗi một lần các bạn nhấp vào cái mục bot đấy thì nó sẽ tăng tốc độ cho chúng ta trong vòng 2 tiếng. Còn một phiên đào chính thức của nó thì sẽ kéo dài 3 tiếng này. Rồi tiếp theo thì ở đây nó sẽ có các cái mục nhiệm vụ để chúng ta làm thêm. Đây các bạn sẽ nhấp vào chữ Google Burnable này. Ở đây thì nó sẽ có cái mục Mission này và mục Task này để cho chúng ta làm nhiệm vụ nhé. Với những cái nhiệm vụ này thì được khá là nhiều phần thưởng này. Ví dụ như là các bạn thêm cái giỏ xe này, thêm cái giỏ hàng này vào tên của các bạn thì sẽ được cộng thêm là 10.000 cái đồng này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn thêm nhé. Đầu tiên thì các bạn sẽ nhấp vào dấu 3 gạch ngang ở đây, sau đó thì nhấp vào cái avatar tài khoản của các bạn. Rồi tiếp theo thì các bạn nhấp vào dấu 3 chấm ở góc trên này, chúng ta sẽ sửa cái tên nhé. Nhấp vào mục sửa thông tin này. Và ở cái đuôi tên của các bạn này, chúng ta sẽ gắn thêm một cái giỏ xe vào. Đây các bạn sẽ tìm ở bên dưới này nhé. Ở trong cái mục icon trên điện thoại này nó sẽ có đầy đủ cả cái giỏ xe đấy. Chúng ta sẽ tìm và gắn nó vào. Thì với nhiệm vụ này chúng ta sẽ nhận được thêm là 10.000 cái đồng token của dự án. Đây các bạn nhé, chúng ta có thể nhìn thấy cái giỏ xe ở gần chỗ cái bình chữa cháy này. Rồi sau khi chúng ta thêm xong, chúng ta nhấp vào dấu tích ở trên này để cho nó new lại. Và bây giờ thì chúng ta sẽ vào lại trong tài khoản để nhấp vào cái mục check nhận phần thưởng nhé. Đây các bạn sẽ vào cái mục Google Noble này. Rồi tiếp theo ở đây thì mình đã add thêm cái giò xe vào rồi. Bây giờ thì mình sẽ nhấp vào chữ add này. Đó, và bây giờ thì nó sẽ hệ thống nó sẽ load kiểm tra, sau đấy thì nó sẽ tặng thưởng cho mình. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ nhấp vào chữ check này. Khi mà nó tích xanh như này là mình đã nhận được phần thưởng nhé. Đây chúng ta về giao diện chính này. Về giao diện chính các bạn sẽ nhìn thấy là nó cộng thêm cho mình 10.000 vào đây là mình được 15.000 rồi nhé. Rồi chúng ta sẽ vào đây làm tiếp các cái nhiệm vụ còn lại. Ở đây khi mà các bạn làm hết những cái nhiệm vụ này thì mình thấy là được khá là nhiều phần thưởng nhé. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ vào mục tag ở đây nữa này. Mục tag ở đây thì các bạn join vào những cái link của các cái dự án đối tác này thì chúng ta cũng sẽ nhận thêm phần thưởng này.
Đây các bạn chỉ cần join vào đây thôi là chúng ta đã hoàn thành rồi, chúng ta quay trở lại đây. Join tiếp dự án thứ hai này. Khi join vào đây các bạn chỉ cần thả like thả tim là được nhé. Tiếp theo thì share cái bài đăng này, share cái tin này lên tin tức 24 giờ trên Telegram nhé. Ở đây thì nó sẽ sẵn sẵn một cái nội dung cho chúng ta và chúng ta sẽ có thể là viết thêm chữ vào hoặc là cứ để nguyên như vậy chúng ta đăng nhé. Hoặc là các bạn có thể là viết cái tên theo cái sở thích của các bạn nhé. Rồi chúng ta sẽ nhấp tiếp vào mục ở bên dưới này. Các bạn sẽ nhấp vào chữ tiếp tục ở đây để chúng ta đăng lên tin 24 giờ nhé. Rồi nhấp vào mục đăng câu chuyện này. Sau khi chúng ta đăng xong thì chờ một lúc để nhấp vào chữ check nhé. Như vậy là mình đã hoàn thành 3 mục ở cái mục tag này rồi. Bên dưới này còn khá là nhiều mục đăng ký tài khoản YouTube này và join vào cái mục bot này, chúng ta sẽ nhận được rất là nhiều phần thưởng ở đây. Đấy, các bạn sẽ nhấp vào mục mission này, mục tag này để chúng ta làm nhiệm vụ kiếm thêm nhé và đi chia sẻ link cho bạn bè. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ thấy cái mục wallet này. Với cái mục này thì nó sẽ thống kê cái số tiền chúng ta đào được, cái số token chúng ta đào được. Ví dụ ở đây mình có 24.254 cái đồng gum này thì quy đổi ra nó sẽ có trị giá là 0.60 đô nhé. Đây là mình vừa mới join vào, mình vừa làm xong, chưa cần tuyển ai mà đã được cái giá trị nó cũng khá là cao rồi. Đấy thì cái kèo này nó rất là tiềm năng và đến ngày mùng 10 tháng 10 này nó sẽ cho chúng ta nạp rút và swap sang cái đồng USDT. Tiếp theo thì ở cái mục shop này nó cũng sẽ có thêm một số những cái phần, ví dụ như là chúng ta có thể là nạp tiền vào để farm thì nó sẽ có cái tốc độ đào nhanh hơn. Ở đây nó sẽ có cái gói là 4,99 đô và 49.9, thì mình cứ gọi tròn là gói đầu tiên là 5 đô, gói thứ hai là 50 đô. Với các cái gói này thì các bạn sẽ được quyền lợi tăng cái tốc độ đào khai thác và nó sẽ giúp cho các bạn kiếm được nhiều cái đồng gum nhé. Các bạn muốn chia sẻ cái dự án này cho bạn bè tham gia thì nhấp vào cái mục partner này. Đấy thì các bạn nhấp vào đây nó sẽ hiển thị ra link để cho các bạn copy đi chia sẻ cho mọi người. Đây là một cái kèo rất là tiềm năng mà các bạn không nên bỏ qua. Và cái dự án này thì chúng ta đào rất là nhàn, nó không phải táp táp màn hình. Các bạn tham gia thì hãy nhấp vào cái đường link mình để bên dưới phần mô tả video. Như vậy là trong video này mình đã hướng dẫn các bạn tham gia cái dự án GoomMart để khai thác cái đồng Goom. Đây là một cái dự án rất là tiềm năng mà mình đã chọn lọc. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của mình. Chúc các bạn thao tác thành công và nhận được nhiều cái đồng gum. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.